Hàng trăm triệu đồng khi vàng và kim cương được gắn lên trên đôi giày da cá rất giá trị, handmade bởi Kỳ Lân Luxury, khi chất da là da cá được nhập tại nhà máy thuộc da nổi tiếng ở nước Pháp. Và công ty thuộc da này chuyên cung cấp da cho hầu hết tất cả những công ty thời trang đồ da nổi tiếng trên toàn cầu. Vàng, giá trị tài sản, kim cương, giá trị tài sản, long lanh lấp lánh, gắn lên trên đôi giày da, giá trị sẽ tăng lên rất gấp nhiều lần. Và đặc biệt đôi giày này là sự cá nhân hóa, tên của khách hàng tạo ra phong cách riêng. Một đôi giày chúng ta mua thương hiệu thì chắc chắn đã có rồi, khách hàng đã có rồi, thì mới đến đôi giày theo sự cá nhân hóa này để thay đổi phong cách, để tạo nên sự khác biệt. Mỗi khi vị khách đó ra đường đi công việc và đi công tác thì sẽ kết hợp đôi giày với những bộ đồ khác nhau. Và khi thương hiệu giày đã có rồi thì sự cá nhân hóa lại lên ngôi, khách hàng lại muốn có một cái gì đó riêng cho bản thân mình, thì bằng cách là logo thương hiệu, tên của mình được gắn lên trên đôi giày handmade theo phong cách của mình. Một đôi giày, một chiếc túi thương hiệu thì sẽ có theo năm, theo mốt, và sẽ bị qua năm, qua mốt, sẽ bị lỗi thời đi. Nhưng một đôi giày, một chiếc túi xách được cá nhân hóa theo phong cách của chính bản thân quý khách, tạo nên sự độc bản, sự cá nhân hóa riêng và phục vụ sở thích, phục vụ cảm xúc thăng hoa của quý khách, thì đó sẽ là mãi mãi không chỉ giá trị hiện tại mang, mà nó thuộc giá trị sưu tầm của chính bản thân mình, và là giá trị kỷ niệm, giá trị về sự cảm xúc thăng hoa khi phục vụ cho mình được những cái gì mình muốn. Khi chúng ta đã kiếm được tiền và khi quý khách đã có nhiều tiền thì quý khách sẽ thích và sẽ muốn phục vụ cho chính bản thân mình những cảm xúc thăng hoa nhất. Vì vậy, Kỳ Lân trân trọng kính mời tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury để Kỳ Lân phục vụ sở thích, cảm xúc một cách thăng hoa trọn vẹn nhất, gửi gắm đến với tất cả quý khách hàng qua những dòng sản phẩm handmade một cách cá nhân hóa tuyệt vời nhất, từ sự tinh tế tỉ mỉ đến hoàn mỹ hoàn thiện trong sản phẩm và bàn giao đến từng tay từng vị khách hàng. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.